乐禄神明，金火力，日月星，通天通地，鬼神经。 Người đàn ông đầu bạc này tên là Lâm Chánh Cửu, ông ta là sự đệ song sinh với Lâm Chánh Anh sư phụ, chú Cửu cũng là một đạo sĩ và có hai đồ đệ, anh này là Trương Tam, còn anh này là Lý Tứ. Vào một đêm nọ, người dân phát hiện bên dưới dòng sông có một chiếc quan tài bằng gỗ, xung quanh khắc đầy những dòng chữ bùa chú rất cổ quái. Nghĩ rằng bên trong sẽ có đồ vật quý giá, Mụ Tú bà bèn tham mưu cho trưởng quan giang hồ hãy cho người mở nắp quan tài ra. Tuy nhiên trưởng làng liền ngăn cản, bởi vì đây là huyết quan tài trong truyền thuyết, nếu mở ra cả làng sẽ gặp đại họa sát thân, cho rằng đó chỉ là truyền thuyết không có thật. Tên giang hồ vẫn cố tình cho người mở nắp quan tài ra. Bên trong là một thi thể, trước ngực có ghi một chiếc đinh bằng đồng rất quý giá. Thằng giang hồ liền rút nó ra. Lúc này dưới mặt nước có thứ gì đó kéo anh lính xuống sông. Phía trên thì đàn quạ bay điên cuồng. Đột nhiên ba con yêu tinh mèo từ dưới sông bay lên, dùng móng vuốt giết chết đám lính, trưởng làng cũng không thoát. Thi thể trong quan tài cũng đã sống lại. Võ công vô cùng lợi hại, ra tay nhanh gọn nhẹ nhàng giết chết đám lính chỉ trong một chiêu. Đúng lúc này một chiếc dù bát quái bay đến đánh bật cương thi mèo. Một người xuất hiện chính là anh Lâm Chánh Cửu. Bọn yêu tinh vẫn cố gắng lao vào tấn công chú cửu. Lập tức anh ném cây dù lên rồi dùng chỉ đỏ phối hợp với thằng đệ quắn chặt cương thi mèo lại, rồi cùng nhau kéo hắn vào quan tài đóng nắp lại. Sau đó thi triển nhất dương chỉ phong ấn cương thi mèo ở bên trong. Thằng giang hồ bèn cất giấu chiếc đinh. Lúc này chú cửu mới nói rằng đây là Miêu Vương, sinh ra ở nơi trí âm và hấp thụ tinh hoa của mặt trăng nên đã trở thành cương thi mèo. 100 năm trước tổ sư gia đã phong ấn hắn trong huyết quan tài. Nếu để cho cương thi mèo thoát ra ngoài và hút máu của 49 người sinh vào ngày trí âm, thì ma lực của hắn sẽ sánh ngang với thần, lúc đó thiên hạ sẽ đại loạn. Thế nên chú cửu mới gia tăng thêm phong ấn bằng chiếc đinh ngâm trong gạo nếp và quét lên quan tài một lớp máu chó mực. Bước tiếp theo sẽ chôn quan tài ở nơi trí dương để kìm chế ma lực của Miêu Vương lại. Cô gái mỹ mỹ này là con của trưởng làng. Sau khi ông ta bị mèo tinh giết hại, cô ta đã không còn nơi nương tựa, cho nên đã ở tạm trong nhà của chú cửu. Bà chị áo trắng tên là Châu Châu, bên cạnh là cô cháu gái tên Tiểu Lệ. Hai người vừa đi du lịch về, Châu Châu là biểu muội của thằng giang hồ. Ngày hôm đó ba thầy trò chú cửu bắt đầu mang chiếc quan tài đi chôn ở nơi trí dương. Đi đến trời tối thì trời đổ cơn mưa to và không có dấu hiệu dừng lại. Chú cửu đành phải tìm đến một khách điếm để dừng chân qua đêm. Hai thằng đệ thì trông chừng chiếc quan tài tránh để nó chạm đất, phong ấn sẽ mất đi tác dụng. Anh cửu thì theo bà chủ quán vào bên trong, không khí nơi này thật quỷ dị. Dáng đi bà chủ thì kỳ lạ, gót chân không chạm đất. Chú cửu bèn dùng kính bát quái để kiểm tra, quả nhiên là yêu tinh giả dạng. Khi này Trương Tam chạy vào, vì quá đói bụng anh ta bèn lấy đũa gắp thức ăn, nhưng chú cửu liền ngăn lại, vì đó chỉ là giòi bọ do bọn yêu tinh hóa phép ra, không lừa được chú cửu. Bọn yêu tinh bèn dùng mỹ nhân kế. Nhanh chóng đã mê hoặc được anh Trương Tam. Tưởng rằng chú cửu cũng đã trúng thuật mê hồn, nhưng đâu có dễ vậy. Bọn chúng đành phải hiện hình là mèo tinh, hai bên liền lao vào chiến đấu điên cuồng. Với đạo hạnh của chú cửu, bọn yêu tinh này không phải là đối thủ. Hóa ra bọn này chỉ là đánh lạc hướng chú cửu, ở bên ngoài còn có một tên. Hắn muốn phá bỏ phong ấn của chiếc quan tài nhưng bị bật trở lại. Lanh trí hắn ta lợi dụng nước mưa làm trôi đi máu chó mực. Chú cửu kịp thời nhận ra kế điệu hổ ly sơn bèn chạy ra ngoài, rồi nhảy lên áp chế quan tài lại. Đúng lúc này một người từ trên nóc nhà nhảy xuống trợ giúp chú cửu phong ấn quan tài lại. Người này chính là Bạch Mi sư huynh của chú cửu. Ngày hôm sau ba thầy trò lập tức đem chôn chiếc quan tài tại nơi trí dương.
tránh để xảy ra bất trắc. Bà cô này là bé U Tiên Tử, phu nhân chính thức của thằng Giang Hồ. Ở trong nhà, quyền lực của bé U Tiên Tử là lớn nhất. Với bản tính hóa sắc, thằng Giang Hồ khép nép, không dám cãi lại một câu. Bà chị Châu Châu cũng là sư muội và là người yêu của chú Cửu. Trông thấy chú Cửu chăm sóc cho Mỹ Mỹ, cô ta nổi máu ghen truy sát chú Cửu khắp nơi, khiến cho chú Cửu đành phải trốn vào kỹ viện. Ôi thần linh ơi, nhất đại tôn sư mà cũng khổ quá vậy. Khuya hôm đó, chiếc quan tài bỗng nhiên thắm nước, phong ấn mất đi tác dụng, Cương Thi Mèo liền phá quan thoát ra ngoài. Lập tức hắn bay đến thị trấn tàn sát người dân. Rồi hút máu của những người sinh ngày trí âm, trở thành hình dạng con người. Ngày hôm sau, quân binh đã phát hiện có rất nhiều xác chết. Chú Cửu khám nghiệm thi thể liền biết được đây là do Miêu Vương gây ra. Chỉ là không hiểu vì sao hắn ta lại thoát ra được phong ấn của chiếc quan tài. Chú Cửu thắc mắc bèn hỏi lại anh Trương Tam. Thì ra trong lúc gia cố chiếc quan tài bằng đinh chấn hồn, hai đồ đệ vô tình đã đống thừa một chiếc đinh. Khó trách thất mai chấn hồn, bát mai trợ sát. Tình huống bây giờ phải mau chóng thu phục Miêu Vương. Nếu để hắn hút máu đủ 49 người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, thì thiên hạ sẽ trở thành địa ngục trần gian. Bởi vì người dân bị Miêu Vương tấn công có số lượng rất đông, cho nên những cây thuốc cần thiết để trị thương thì không đủ. Mỹ Mỹ đành phải lên núi đi hái thuốc phụ giúp cho chú Cửu. Khi màn đêm buông xuống, chú Cửu và Bạch Mi bắt đầu lập đàn làm phép để thu phục thằng Miêu Vương trước sự chứng kiến của người dân. Thông qua hình nhân bằng rơm đặt chính giữa trận bát quái, bọn họ sẽ khống chế được hành động của Miêu Vương. Lúc này Mỹ Mỹ vẫn đang hái thuốc nên chưa về. Bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng động lạ, tò mò cô bèn đi vào hang động để kiểm tra. Thì ra thằng Miêu Vương đang hút máu con người ở đây. Hoảng sợ cô bỏ chạy ra ngoài, Miêu Vương đuổi theo phía sau. Phía này mọi người đang cố gắng kìm chế Miêu Vương lại. Mỹ Mỹ vô tình trượt chân bị thương ở tay, thì ra cô là người sinh ngày trí âm. Lúc này Lý Tứ cũng muốn trợ giúp, nhưng vô tình quan sợi chỉ trúng vào cổ chú Cửu. Thần linh ơi, đúng là ăn hại thật mà. Đúng vào lúc nguy hiểm, chú Cửu lấy chiếc la bàn ném thẳng vào hình nhân. May mắn cứu được Mỹ Mỹ một mạng, Miêu Vương cũng bị mất đi ý thức. Mỹ Mỹ lập tức vội vàng chạy về chỗ của mọi người. Vô tình cô đụng vào pháp đàn khiến cho trận pháp bị phá vỡ. Thằng Miêu Vương liền thức tỉnh. Dân làng bèn nghi ngờ Mỹ Mỹ là đồng bọn với Miêu Vương. Bà đồng còn xúi giục người dân phải mau chóng bắt lấy Mỹ Mỹ, rồi trói chặt cô lên giàn tế. Họ muốn giết chết cô, để xoa dịu vong linh của những người đã bị Miêu Vương sát hại. Cùng lúc này bọn mèo tinh cũng đã trà trộn vào dân làng. Rất nhanh chúng đã tàn sát bá tánh một cách không có nhân tính. Mỹ Mỹ cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Cùng lúc này chú Cửu và hai đồ đệ đang kiểm tra hang động. Bên trong có thi thể một người đàn bà đang nằm. Chính là trận pháp khóa hồn Hoàn Dương. Nhận ra có điều chẳng lành, chú Cửu và hai đồ đệ bèn quay về thị trấn. Nhưng bây giờ đã quá muộn, tất cả người dân đã bị Miêu Tinh sát hại. Tính thêm Mỹ Mỹ thì Miêu Vương đã hút máu được 48 người trí âm. Chỉ còn một người nữa thì hắn sẽ trở nên bất bại. Thì ra tất cả đều là âm mưu của tên Bạch Mi. Hắn đã bày ra trận pháp khóa hồn Hoàn Dương để hồi sinh cho phu nhân của hắn. Tuy nhiên phải cần đến ma lực của thằng Miêu Vương mới có thể thành công. Thế nên Bạch Mi đã nhiều lần âm thầm giúp đỡ mọi hành động của Miêu Vương. Còn mụ tú bà này chính là thân mẫu của thằng Miêu Vương, cũng là một con mèo tinh hóa thân. Ngay từ đầu mụ ta đã dụ dỗ thằng Giang Hồ mở nắp quan tài ra, rồi rút chiếc đinh lên giúp cho Miêu Vương hồi sinh. Kể từ đó Bạch Mi trợ lực cho Miêu Vương hút lấy tinh huyết của những người trí âm, phục hồi ma lực để giúp hắn hồi sinh cho người vợ đã chết. Tuy nhiên Bạch Mi cũng là quân cờ bị mụ tú bà lợi dụng, cho dù Miêu Vương có hút máu đủ 49 người, cũng không thể hồi sinh cho phu nhân của Bạch Mi, bởi vì người đã chết thì làm sao có thể sống lại được. Nói xong Bạch Mi liền chết thảm dưới tay của Miêu Vương. Ông ta cũng kịp thời thi triển chú hồn thuật, khiến cho Miêu Vương mất đi lý trí, giết luôn mụ tú bà mẹ ruột của hắn. Cô gái Tiểu Lệ thường hay đi cùng với Châu Châu chính là con gái của Bạch Mi. Khi mọi người quay lại tìm ông ta thì đã muộn. Trước khi chết, Bạch Mi đã nhờ cậy sư đệ Chánh Cửu hãy bảo vệ con gái ông ta, bởi vì Tiểu Lệ chính là người cuối cùng sinh ngày trí âm mà Miêu Vương đang tìm kiếm.
Tuy nhiên để khắc chế thằng Miêu Vương thì phải cần đến cổ tàng Kim Đinh, đang nằm trong tay thằng Giang Hồ. Mặc dù Châu Châu có tra hỏi nhưng hắn vẫn không giao ra chiếc đinh. Béo Ú Tiên Tử đành phải dùng quyền lực cưỡng đoạt chiếc đinh đi trợ giúp cho Châu Châu. Phía này chú cửu cho Tiểu Lệ trốn vào quan tài. Hai đồ đệ thì làm hộ pháp tránh để Miêu Vương làm hại cô ấy. Một mình chú cửu sẽ đối phó Miêu Vương. Quả nhiên thằng yêu tinh tìm đến. Chú cửu bèn lao tới vẽ ra bùa sụp dai rồi tung cước thằng Miêu Vương. Quả thật là anh em sinh đôi với Lâm sư phụ, chiêu thức rất giống nhau. Tuy nhiên lúc này Miêu Vương đã hút máu 48 người trí âm, cho nên sức mạnh của hắn đã vượt trội chú cửu. Châu Châu cũng đã đến hỗ trợ cho chú cửu. Hai đồ đệ cũng lao ra ngoài giúp sức. Đúng lúc này quân đội của thằng Giang Hồ cũng đến đây, quyết chí tiêu diệt thằng Miêu Vương bằng đại pháo. Tưởng rằng đã thành công thì bất ngờ Miêu Vương bay ra tung cước Châu Châu văng đi. Rồi cho thằng Giang Hồ một đạp bay ra xa. Chú cửu bèn thi triển cấm thuật Mao Sơn triệu hồi lôi thần điện. Đúng lúc này béo Ú Tiên Tử mang chiếc đinh chạy đến, Miêu Vương hoảng sợ liền bỏ chạy, lập tức chú cửu đá chiếc đinh về phía thằng Miêu Vương, kết hợp với sấm sét tiêu diệt hắn. Bộ phim đến đây là hết rồi, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt.